Vento, vento, vento! 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 Vento, vento, Go! 아, 빠르게 go! Go! 에이, 너 적극적으로 거기서 가득가득 하지 말고 너 적극적으로 오늘 플랜트 했고 오늘 니는 잘하면 스트라이크에는 돌파력이 없으니 되냐 이게 파이팅! 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 에이! 아유! 아유! 와나! 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 이렇게! Go! 와나! 오케이! 이렇게! 너 빨리빨리 미국으로 와! 에이! Go! 뭔가 아니다 빨리 붙어! 가! 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 숙겠냐고 지금! 하이! 내가 상파 넣어 아이! 누가 앞에 붙어가면 해야지 남도 딱빵거에 대고 옹가이다 상대를 속 스텝을 꼬이게 만들든지 아니면 상대 헤드를 스텝을 스텝이 꼬여야 되잖아 스텝을 보고 해야지 Tuấn Tài Minh Bình trả bóng cho Tuấn Tài Minh Bình lại nằm sân những đường chuyền của Tuấn Tài dứt điểm và hai bàn cho U23 Việt Nam vẫn là Tuấn Tài với một quả đưa bóng vào phía trong lần này không phải là Nhâm Mạnh Dũng mà đó là Văn Tùng cú đá bóng sống tuyệt hảo đến từ Văn Tùng đã giúp cho chúng ta tái lập được thế dẫn trước bất chấp hình ảnh của một cầu thủ đang nằm sân đó là Lê Minh Bình nhưng U23 Việt Nam đã bất ngờ có được bàn thắng vượt lên cái duyên của Tuấn Tài những quả tạt với độ cong và độ chính xác cao đã mở ra cơ hội cho Văn Tùng và ở đó thì chúng ta có được sự quyết đoán của một cầu thủ mới được tung vào sân trong hiệp 2 một cú đá quá đẹp đến từ Văn Tùng không có gì để có thể chê về pha bóng này cả cú đá bóng sống tuyệt hảo đến từ Văn Tùng 2-1 cho U23 Việt Nam ở những thời khắc khó khăn nhất thì chúng ta một lần nữa lại tái lập được thế dẫn trước